Xin chào các bạn Trên tay của mình đây là hai cái mạch sạc và bảo vệ pin các bạn nhé à, Trên tay đây là một cái mạch sạc cho cái hệ thống pin 3S Còn cái này là pin 4S Có nghĩa là bốn cái viên pin nối tiếp với nhau ấy Và đồng thời trong quá trình sạc ấy thì nó sẽ cân bằng cell pin luôn các bạn nhé Và khi mà nó xả ra thì dòng xả cũng tương đối lớn và nó cũng sẽ bảo vệ pin có nghĩa là khi mà pin nó cạn kiệt rồi ấy, thì là nó sẽ tự động nó ngắt nó không xả ra nữa để nó bảo vệ pin với cái mạch này thì xả tới tận 40A. Đấy cái mạch này thì cũng khoảng 30A này. Vậy nếu như mà chúng ta chỉ có một cái mạch duy nhất này thôi. Ví dụ mạch này là mạch 4S có nghĩa là mình phải dùng cho tới 4 viên pin. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ có hai viên pin và mình muốn dùng cái mạch này để sạc và cân bằng cho hai viên pin này. Hoặc là khi mà xả hai viên pin này thì nó cũng có bảo vệ được pin hay không. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng phân tích qua cái mạch này một chút các bạn nhé. Thì các bạn nhìn đây, với cái mạch này có cái đầu cộng và đầu trừ thì đây là hai cái đầu cấp nguồn vào để sạc cho pin. Đồng thời hai cái đầu này cũng chính là hai cái đầu để xuất điện áp ra, tức là xuất ra tải đấy. Tức là vào và ra là nó chung với hai cái đường này. Còn pin của chúng ta sẽ đấu vào các cái cọc này 0 v 42 v Đây là cái uh, một pin này. Đấy xong rồi đến uh, 8,4V là 2 pin và 12,6 là 3 pin và 16,8 là pin thứ tư. Đây là mạch 4S nên là cái điện áp nó lên tới 16,8V. Thì các bạn nhìn thấy này cái điện áp dương 16,8V của cọc pin cuối cùng nó đấu với dương của nguồn vào và ra. Các bạn nhìn thấy là đấu với dương. Còn đối với âm mà của cái vào và ra ấy, thì nó lại không đấu với âm của từng cell pin. Do đó là mình phán đoán là cái này nó sẽ đấu với một trong các cái con phép này thì cái hệ thống hàng phép này chính là cái con phép để nó đóng mở trong quá trình sạc cho pin hay là xả cho pin. Ok bây giờ mình sẽ test đo thử xem là nó đấu vào hàng phép này hay không các bạn nhé. đây âm đây. này bạn nhìn thấy chưa nó thông nhá thông mạch nhá. đấy thì nó đang đấu vào cái hàng phép như này. đó. như vậy là nó sẽ đóng ngắt thông qua dây âm chứ không phải là dây dương. dây dương nó đều là chung hết rồi. Còn cái hệ thống uh, các cái con trở đây thì cái mục đích cái bốn cái con trở này là cái để dùng để xả trong quá trình sạc. Có nghĩa là khi mà chúng ta sạc ấy nó có một cell nào đó nó điện áp nó chưa bằng các cell khác thì những cái cell khác lập tức là nó sẽ sạc chậm lại hoặc là nó đầy rồi thì nó sẽ xả bớt qua cái con trở này để chờ cho cái cell còn lại nó sạc đầy thì lúc đấy là nó sẽ ngắt. Và hệ thống các cái con linh kiện nhỏ lít nhít như này. Đó thì nó vừa có tác dụng là sạc cân bằng đồng thời là vừa có tác dụng là bảo vệ pin khi mà xả có nghĩa là khi mà chúng ta cấp nguồn ra tải thì khi mà nó tụt đến một cái mức điện áp nào đó thì lập tức là nó ngắt thông thường nó khoảng tầm 3,2 đến 3,5V là nó có thể là ngắt pin rồi để nó bảo vệ pin tránh là pin nó cạn kiệt quá là nó chết thì nguyên lý là như vậy thì ở đây mình sẽ phán đoán là nếu như mà chúng ta à, sử dụng với một pin hay hai pin ví dụ nhé mình sử dụng với một pin thì mình sẽ đấu âm của pin vào không này và dương của pin vào 4,2V thì lúc này đầu vào sạc mình sẽ đấu âm vào cái cọc trừ này còn dương thì mình phán đoán là cái dương này với cái dương của cái pin thứ tư này nó trùng nhau thì như vậy nếu chúng ta dùng một pin thì dương sẽ đấu luôn vào cái 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 bốn hai như này đấy đấy là một cái cái phán đoán của mình như vậy là uh, điện áp sạc vào sẽ là âm vào trừ này và dương vào bốn hai và đồng thời đầu ra thì cũng là là vào trừ và dương đầu ra là vào bốn hai Ok bây giờ mình sẽ test thử xem là với cái với 2S 2S thì các bạn đấu cái cọc thứ hai vào the, 8,4 này đấy còn cái cọc mà âm của cái pin thứ hai với cái dương của pin thứ nhất thì đấu chung vào cái này và đầu ra của nó thì là âm ra là vào cọc trừ và dương ra thì vào 8,4V Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé đây với cái mạch 4S này thì chúng ta lắp đầy đủ 4 viên pin thì nó sẽ nối tiếp với nhau như này đấy các bạn thấy không Đây là viên pin thứ nhất này pin thứ 2, pin thứ ba và pin thứ, thứ tư thì nó sẽ nối tiếp như này. Và đây là cái đầu ra của nó này. Và bây giờ mình sẽ thử tải cái đầu ra các bạn nhé À đo điện áp đầu ra trước này. Đây là điện áp đầu ra nó xuất ra này. Thì các bạn nhìn thấy nó xuất ra tới tận là 16V nhé Bây giờ là mình sẽ uh, xem là cái uh, tải đầu ra nó như nào và khi mà pin nó tụt thì nó có ngắt cái đầu ra hay không. Đây. Đây các bạn thấy không? Đây là bóng đèn đang sáng nhé Chúng ta sẽ chờ một lúc xem là nếu như mà pin nó tụt điện áp xuống dưới cái ngưỡng nào đấy thì nó có ngắt hay không. Đấy các bạn thấy không? Nó ngắt rồi nhá. Bởi vì thực ra là pin của mình nó là cái pin cũ nên là sau một lúc thôi nó tích điện không nhiều nên là sau một lúc là nó sẽ bị tụt cái điện áp đi và nó sẽ ngắt điện. Đây mình phải đo thử đo thường cell pin này. Cell thứ nhất là 3,8 này. Cell thứ hai Đây là 3,5 đây này cái à, đây là 3,9 này Khi mà mình rút tải ra rồi thì nó lại hồi lại này Đây 3,9 này 3,9 này thì đây là trường hợp mà chúng ta đang đấu 4 viên pin đầy đủ của một cái mạch 4S này. Bây giờ mình sẽ bỏ hai cái viên pin này đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xem à, với cái mạch 4S này nó có khả năng là sạc cân bằng cho hai viên pin, đồng thời khi mà nó xả nó có bảo vệ hai viên pin này hay không nhé. Thì với hai viên pin này khi mà nối tiếp với nhau thì điện áp của nó lên tới 8,4V và mình sẽ sạc ở cái mức điện áp là khoảng 9V các bạn nhé, gần 9V. Đấy, khoảng 9V. Thì à, đầu tiên là âm của nguồn là mình sẽ đấu vào cọc trừ này. Âm nguồn đấu cọc trừ. Dương nguồn sẽ đấu vào cái 8,4V cái chân 8,4V nhá không phải đấu vào vào cái chân cộng nhá chân cộng này là khi mà các bạn dùng tới đủ 4 pin còn đây là nó chỉ có hai pin nên chúng ta sẽ đấu dương nguồn vào 8,4V bây giờ mình sẽ đo trước về cái điện áp của tầng cell đây cell này cell này đang điện áp là 3,9V này và mình cứ giữ này bây giờ mình kẹp cái dương nguồn vào 8,4V này Đấy các bạn nhìn thấy không? Bắt đầu nó đẩy lên cái điện áp sạc là 4,2V này. Đây, cell thứ nhất này. Bây giờ mình sẽ đo cái điện áp sạc của cell thứ hai này. Đấy, bây giờ coi cái, cái cell này nó đẩy lên bao nhiêu đây. Đây, cái cell này nó đẩy lên cao quá nhỉ. Đẩy lên tới 4,5V. Như vậy là cái cell thứ hai này là cái cell mà đây đang bị cạn cạn pin hơn. Cạn pin hơn so với cell thứ nhất. Nên là cái điện áp sạc nó sẽ đẩy lên cao hơn. Còn cell thứ nhất là cái đi nó gần đầy pin hơn. Đây xe thứ nhất đây, nó gần đầy pin hơn. Nên là điện áp sạc nó thấp hơn. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Điện áp sạc thông thường nó sẽ phải lớn hơn 4,2V. Bởi vì khi mà một pin 18650 này khi mà sạc đầy ấy, điện áp của nó rơi vào 4,2V. Như vậy các bạn thấy là điện áp sạc của nó viên sao pin thứ nhất là gọi là 4, các bạn nhìn thấy là lúc thì nó lên 4,2, lúc thì 4,3, lúc thì 4,4 này. Thì thực ra là cái nhảy số như này là cái mạch sạc cân bằng của pin nó đang hoạt động các bạn nhé đấy bởi vì nó cứ chờ nhau mà đấy nó kích lên kích trên cho nó xả cho nó kích lên nó xả đây các bạn nhìn thấy là cái xe pin thứ hai thì nó sẽ sẽ à, không bị nhảy số nhiều như xe thứ nhất này xe thứ nhất thì nó sẽ hay bị nhảy số vì xe thứ nhất nó gần đầy rồi đấy các bạn thấy xe thứ nhất này nó cứ thế nó nhảy này À, chờ nó sạc đầy thì cũng hơi lâu nhưng mà thực ra là mình cũng đã test rồi mình uh, cũng thấy được rằng là uh, nó đầy rồi thì nó sẽ ngắt dòng sạc nhá nó sẽ ngắt không cho pin sạc nữa tức là nó đóng thông qua con phép này nó ngắt cái cái nguồn âm này vào này uh, thông qua con phép này nó sẽ ngắt con phép này và sẽ không còn cái dòng sạc ở hai cái viên pin này nữa bây giờ mình cùng các bạn sẽ test cái khả năng bảo vệ pin của cái mạch này các bạn nhé đây mình đang dùng hai viên pin nối tiếp với nhau và dùng cái mạch 4S này và bây giờ mình sẽ dùng một cái bóng đèn này để mình xả cái điện áp từ hai viên pin này ra. Và chúng ta sẽ xem xem với một cái mức điện áp mà pin nó tụt xuống một cái mức điện áp nào đấy. Thì cái mạch này nó có ngắt để nó bảo vệ pin hay không. Đây thì các bạn nhìn thấy là đèn đang sáng này. Một đầu của đèn mình đấu vào trừ này và một đầu đấu vào cái cọc 8,4V các bạn nhé. Bởi vì cái này là pin 2S nên là chúng ta sẽ không đấu vào cộng. Bây giờ mình đo vào cái cell pin thứ nhất này. Và điện các bạn thấy là điện áp của xe pin thứ nhất là đang 2,5 2,5 V này. Điện áp của xe pin thứ hai này. Điện áp của xe pin thứ hai là đang 3 V, 3 V các bạn nhé Hai cái xe pin này nó đang bị lệch điện áp một chút bởi vì thực ra đây là toàn cái xe pin cũ nên với hai là hai cái xe pin này nó không cùng loại nên là điện áp nó lệch. Ở đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó ngắt đây này, này các bạn này. Đấy nó ngắt đây này. Đấy, cái điện áp nó, nó giảm xuống dưới một cái mức nào đó thì là nó sẽ ngắt nó bảo vệ pin nó tắt đèn này nhá bây giờ mình cắm lại này. khi mà nó đã bây giờ nó về nó hồi hồi lại này đấy hồi lại là 3,6V đúng không bây giờ mình sẽ cắm nó lại này đấy cắm lại thì nó lại sáng nhưng mà chờ một lúc là nó sẽ tự ngắt cho các bạn nhé đấy các bạn nhìn thấy chưa cái pin này nó kém đây là nó hồi về 3V nhưng mà cắm tải một cái nó tụt về có khoảng 2,6V này các bạn chờ một lúc là nó sẽ ngắt này nó ngắt đèn luôn đây pin thứ hai là đang 3V này. Viên pin thứ nhất là Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó ngắt rồi đấy. Nó ngắt rồi này. Như vậy là các bạn có thể thấy được rằng là với một chiếc mạch 4S như thế này, một chiếc mạch 4S như thế này, các bạn hoàn toàn có thể là dùng cho pin 1S, 2S hoặc 3S để chúng ta vừa sạc và vừa cân bằng từng sao pin, đồng thời là khi mà trong quá trình sạc thì nó cũng bảo vệ pin luôn các bạn nhé. Do đó nếu như mà các bạn có sẵn một cái mạch 4S này thì các bạn không cần phải mua thêm các cái mạch 1S, 2S hay 3S nữa để làm gì cả. Và các bạn tận dụng luôn cái mạch 4S này và chúng ta đều có thể sử dụng cho pin 1S, 2S, 3S được. Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn các cái tính năng cực kỳ lý thú trên một cái mạch 4S này và các bạn không phải mất tiền để mua nhiều cái mạch khác nữa. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.